Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nhà mình nha. Đây. Cây này là lũa nha mình nha, hai lũa nè. Rừng trên thân nhà mình nha. Cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 929, có cái hòn là 110, cao là 60. 60 tới cái đầu đây nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi là 75 nhân 50 nha nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. Là 1,8 triệu bao ship nha, không chậu nhà mình. Đây, cẩm thị. Rừng trên thân nhà mình nha. Đây, cây lũa nè. Lũa thép nha. Cây này nhà vườn vô được vô dây nha. Đang vô dây. Đây, đang dựng rừng trên thân giam nó nè. Cây liền cốt nha mình. Đây, liền cốt nha. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý cây nào thì ủng hộ nhà vườn luôn. Đây, cẩm thị kim cương đen, cây liền cốt hết nhà mình. Cây nhà vườn đang dựng rừng trên thân nha. Rồi mã số 928, giao lưu nhanh với nhà mình là 1,8 triệu bao ship không chậu nhà mình. Một cây cẩm thị dựng rừng trên thân nha. Cây lũa, lũa thép nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.